khách tham quan mặc đồ hóa trang đổ xô về một tòa lâu đài ở Romani, nơi được mệnh danh là nguồn cảm hứng trong ngôi nhà của Dracula để hòa mình vào không khí lễ hội ma quỷ Halloween. Chào mừng Halloween tại lâu đài Dracula ở Pren, Romani. Lâu đài Pren là nơi hấp dẫn du khách vì liên quan tới ma cà rồng trong tiểu thuyết của Bram Stoker hồi năm 1897. Du khách trong các bộ hóa trang được chào đón bởi các nhân vật trong các trang phục rùng rợn giữa khung cảnh nổi da gà và các màn hình phóng to trên tường chiếu những hình ảnh ma quái kinh dị. Dracula làm tôi sợ hết hồn, ông ấy thình lình xuất hiện trên màn hình và tôi chết điếng. Lâu đài này có lịch sử lâu đời là dinh thự và là thành trì của một hoàng tộc Romani. Cũng có tour tham quan ban ngày dành cho các gia đình có con nhỏ và có cả tour tham quan ban đêm. Cả hai loại tour đều diễn ra trong bầu không gian tối tăm, ít ánh sáng. Tour ban đêm thì sau khi trời sập tối và có các hiệu ứng và diễn viên. Không khí ở đây độc đáo nhất thế giới vì tòa lâu đài này. Và đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Bạn được ngắm cận cảnh tòa lâu đài này ngay đúng vào đêm Halloween.